Sáng mùng một Tết trên quê hương tôi yên bình, thư thái và có phần vắng vẻ hơn. Đất trời đã gột rửa tất cả những điều muộn phiền của năm cũ và sẵn sàng cho những ước vọng về một mùa xuân mới. Tết Giáp Thìn 2024. Đây là ngày đầu tiên của năm mới và cũng là ngày đặc biệt quan trọng trong dịp Tết Nguyên đán này. Giống như tất cả mọi người thì Minh Thương cũng lựa chọn đến thắp hương tại chùa Long Tiên vào sáng ngày mùng 1 Tết với mong muốn cầu những lời chúc bình an nhất cho tất cả những người thân trong gia đình mình trong năm 2024 này. Sáng sớm là đi tiên là có các cháu và các con là đi gia đình, cả gia đình là đi chùa để đi cho cái một ngày mới được nó suôn sẻ và nó mát mẻ. Chúc tất cả những bà con ta là có một cái sức khỏe dồi dào và có như là mọi việc của gia đình cũng như là của toàn xã hội được hành thông và được thịnh vượng và an khang. Ngày đầu tiên của năm mới đầu tiên là chăm sóc thắp hương gia tiên trước, đấy, lo cho việc gia tiên mình trước tiên. Sau đó tiếp tục là mình đến chùa, đến đền để cầu xin một năm là bình an khang thịnh vượng cho gia đình và mọi người xung quanh. Mong cho một năm mà tất cả những người xung quanh mình, gia đình và những người xung quanh là ai cũng vui vẻ, mạnh khỏe, sức khỏe là trên hết tất cả. Đấy, và một năm là nền kinh tế được phát triển để cho dân chúng mọi người càng ngày càng phát đạt hơn. Khi đến chùa Long Tiên thì tôi cũng tới du xuân tại đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn. Không khí và tiết trời vào ngày đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024 hơi lạnh một chút nhưng rất khô ráo và mát mẻ, rất phù hợp để người dân và du khách đi du xuân và vãn cảnh đầu năm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong đền nhé. Chào chú Minh ạ. À, chú cũng đi vãn cảnh đầu xuân. Đúng rồi, mùa xuân thì cũng phải thế cháu ạ, thong dong để tiếp xúc với thiên nhiên, với đời sống xã hội. Vâng, năm mới cháu kính chúc chú thật là mạnh khỏe và có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật hơn nữa đóng góp cho tỉnh nhà này, cho văn học nghệ thuật cả nước, cũng như là mình có thể giới thiệu được những cái giá trị văn hóa của mình ra với bạn bè khắp nơi trên thế giới ạ. Cảm ơn cháu. Thưa chú Minh, nhân dịp đầu năm mới gặp chú ở đây thì chú có thể chia sẻ cho Minh Thương và khán giả xem truyền hình được biết là những cái nét văn hóa của người dân Việt Nam mình trong ngày mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm mới là gì được không ạ? Ngày Tết này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cộng đồng người Việt Nam cũng như là người châu Á, rằng cái ngày này sẽ là cái dịp để mình kết thúc một cái quá trình đã đi qua của năm trước, xem là mình có cái gì cần phải phát huy, có cái gì cần phải hạn chế, cần phải khắc phục. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, một chương mới sẽ mở ra với hy vọng là tốt đẹp hơn, may mắn hơn và hanh thông hơn. Và vì thế nên trong ngày Tết thường xuyên, từ xưa nay thì thường nó có hai nội dung. Một là chúc Tết gia đình, trước tiên là chúc ở trong nhà, rồi sau đó là sang bên nội, sang bên ngoại, sang hàng xóm. Đấy, nội dung thứ hai cũng quan trọng mà dường như không thể thiếu được là đến chùa, thường là đến chùa, bởi vì chùa là thờ Phật và đứng trước Phật thì con người ta sẽ được tự thanh lọc đấy, để giữ cho mình những giá trị tốt đẹp hơn. Và bắt đầu từ năm mới mình sẽ giành được những cái kết quả tốt lành, hanh thông trong công việc, may mắn trong đời sống và có được các kết quả tốt lành theo cái thuyết nhân quả của nhà Phật.
Trong văn hóa của người Việt ta thì có câu nói mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Vậy chú Minh có thể nói rõ hơn về ý nghĩa của mùng 1 Tết cha nghĩa là gì không ạ? Trong ngày Tết thì mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Cái chữ này phải hiểu theo nghĩa rộng của nó. Sự thực thì mùng 1 Tết cha tức là mẹ cũng ở trong nhà rồi. Thì vậy thì mùng 1 là Tết cả cha lẫn mẹ. Nhưng mà cái ngày nghi lễ để ngày mùng 1 con cháu tổ chức là dành cho cha. Mùng 2 là Tết mẹ thì thực ra chính là Tết ở nhà ngoại. Chứ không hẳn chỉ là mẹ mình đâu. Mà là mẹ đây tức là bên ngoại, đấy nơi sinh ra mẹ mình. Và là cái nguồn gốc rất quan trọng tạo thành toàn bộ cái đời sống và giá trị. Thế và cuối cùng ngày thứ 3 mới là Tết thầy. Cái câu ca ấy rất hay là nó vần với thơ lục bát Việt Nam. Nhưng mà nó để bộc lộ đúng cái chân giá trị và cái phương pháp hành xử của người phương Đông. Cùng là những cái nét văn hóa trong ngày đầu tiên của năm mới, nhưng với mỗi gia đình cũng như là mỗi dân tộc thì sẽ có những cái cách thể hiện khác nhau, phải không thưa chú? Tự chung lại thì vẫn có hai cái phương thức hoạt động. Phương thức gia đình như tôi đã trình bày rồi. Còn một phương thức xã hội thì có một yếu tố rất quan trọng là đến các chùa. Mỗi một dân tộc là có một cách tổ chức khác, có một nội dung khác. Mỗi một địa phương cũng có một cái khác. Và cái đường lối của Đảng ta trong cái việc phát huy văn hóa dân tộc bây giờ tức là giữ được cái đặc sắc riêng, cái cống hiến riêng, cái vẻ riêng của mỗi vùng đất và của mỗi dân tộc. Và cái bản sắc mà chúng ta đang sống nó trở nên có ý nghĩa. Xin cảm ơn chú Minh ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và để có thể tìm hiểu rõ nét hơn về những nét văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vào ngày đầu tiên của năm mới như thế này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những biên tập viên của chúng tôi đang ở các địa phương khác trong tỉnh nhé. Quý vị và các bạn, thờ cúng tổ tiên là một trong những nét văn hóa truyền thống của người Việt. Chính vì vậy mà trong mỗi một dòng họ sẽ có nhà thờ họ để con cháu trong dòng tộc tưởng nhớ về cội nguồn của mình. Một trong những hoạt động đầu xuân năm mới đó chính là đi lễ nhà thờ họ. Đây là một trong những nét văn hóa truyền thống được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Giữ nếp đi lễ nhà thờ ngày đầu xuân năm mới là một trong những cách dạy con cháu sự hiếu lễ với tổ tiên, với ông bà, cha mẹ. Vào ngày này, các gia đình thường tập trung và qua thắp hương tại nhà thờ họ, cầu nguyện cho năm mới bình an, con cháu học giỏi, làm ăn phát đạt. Cùng nhau chia sẻ năm qua, trong dòng họ, mọi người đã làm được những gì, có gì thay đổi, tiến bộ và cần góp ý để năm sau tốt hơn năm trước. Các con cháu trong họ, dù đi xa về gần, thì ngày mùng 1 Tết, luôn bố trí thời gian về tụ họp ở nhà thờ họ, mang lại không khí đoàn viên gia đình ngày đầu xuân đầy ấm áp yêu thương. Thật nhiều sức khỏe, làm ăn thật phát tài phát lộc ạ. Tôi cũng xin chúc ekip mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát lộc và thịnh vượng. Cháu được biết là vào ngày mùng 1 Tết thì mọi người sẽ có một cái phong tục ở vùng làng đảo Hà Nam của Quảng Yên, đó chính là sẽ đi lễ nhà thờ họ. Vậy thì theo phong tục của chúng ta thì có lựa chọn một người nào để xông nhà không ạ? Tổ tiên chúng tôi thì từ xuống dưới đây là năm 1434, tính đến nay là 590 năm chưa tròn. Thế và phần ấy năm thì cũng còn đấy cái buổi mà hội dòng họ chúng tôi là tổ chức tế tổ hôm mùng 1 Tết. Thế thì năm mới này, thì chúng tôi cũng có cái phong tục tập quán là chọn người có tuổi đẹp thì là đến mừng tuổi mà xuống đất cho dòng họ, thế rồi cho gia đình. Dòng họ nhà tôi thì hàng năm là cứ mùng 1 Tết thì là tổ chức tế tổ. Năm mới thì chúng tôi cũng chọn rất nhiều những cái sản vật để dâng lên tổ tiên, làm sao để cho cả dòng họ
trong cái năm mới, làm ăn phát tài phát lộc và con cháu học hành được ra. Dạ vâng, thưa bác, cháu được biết rằng là vùng làng đảo Hà Nam thì là một nơi mà có truyền thống chuẩn bị một mâm cỗ rất là to, rất là đầy đặn với rất nhiều sản vật của vùng làng đảo. Vậy thì trong ngày đầu xuân năm mới này thì không biết là dòng họ mình có lựa chọn một người nào đó để chuẩn bị cho mâm cỗ được sung túc hơn và được sung vầy hơn không ạ? Dòng họ nhà tôi là năm mới cũng chọn người để chuẩn bị cái mâm cỗ nó sao để cho nó thịnh soạn, để cho tế tổ, để mong là sao để cho năm mới, để con cháu được làm ăn phát tài phát lộc và hạnh phúc. Mời bạn đến chứng kiến mâm cỗ của tổ tiên nhà tôi. Cái mâm cỗ của gia tộc nhà tôi đặc thù là vùng biển thì là trước hết là phải có tôm. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái con ngán là đặc sản ở cái vùng này. Thứ ba nữa là tất cả các loại bánh như là bánh chưng, bánh gai, thế rồi gà. Như vậy là chúng ta vừa được tìm hiểu một mâm cỗ rất là thịnh soạn của người dân làng đảo Hà Nam vào ngày đầu xuân năm mới. Và cũng trong ngày này thì bác có thể chia sẻ là trong họ của mình thì có ai đi xa về gần không ạ? Cái dòng họ nhà tôi và trong những ngày này thì có rất là nhiều con cháu đi xa về gần. Thế mà hôm nay thì cũng có con cháu là từ xa là cũng về. Thì mời bạn đi ra gặp gỡ người trong dòng họ tôi đi xa. Giới thiệu với bạn đây là con cháu cho dòng họ nhà của tôi. Chào bạn, trong ngày đầu xuân năm mới này thì không biết là bạn có thể chia sẻ với chúng tôi ước nguyện đầu năm của bạn là như thế nào được không ạ? Là một con cháu của dòng họ Bùi thì và thường liên vào những ngày đầu xuân năm mới thì chúng tôi đều về đây thì, thắp nén hương thơm để tỏ lòng thành kính để đời nhớ thiên tổ. Đây là một phong tục mà các người đi trước đã giáo dục và nay chúng tôi cũng kế thừa và giáo dục cho con cháu nay và mai sau. Năm mới thì là chúc mừng tuổi cho các cháu, mong muốn các cháu mạnh khỏe để sang năm mới để làm ăn phát đạt hơn mọi năm. Cũng mong muốn là gia đình được ăn khang thịnh vượng và cũng là cho con cháu ngoan ngoãn chăm ngoan học giỏi. Chúc sức khỏe toàn thể dòng họ được an khang thịnh vượng và chúc cho mọi nhà có con cháu học hành được đỗ đạt thành công. Thay mặt cho toàn thể con cháu dòng tộc họ Bùi của khu vực Hà Nam Phong Cốc, xin gửi tới toàn thể mọi người trong dòng tộc một năm mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chúc tất cả các quý vị xem truyền hình bước sang năm mới an khang và thịnh vượng. Quý vị và các bạn, người Sán Diều ở Tiên Yên sống chủ yếu ở các xã Hải Lạng, Đông Ngũ và Đông Hải, trong đó đông nhất là Hải Lạng với khoảng 300 hộ. Và trong quá trình sinh sống cùng với các tộc người khác thì họ đã có nhiều sự biến đổi trong tộc hóa sinh hoạt cũng như đời sống hàng ngày. Tuy nhiên thì người Sán Diều vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống, đặc biệt là tập tục đón Tết. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với một gia đình dân tộc người Sán Diều ở Hải Lạng để cùng trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của họ trong ngày đầu năm mới. Đối với người Sán Diều ở Hải Lạng, Tiên Yên, Tết Nguyên Đán còn được gọi là Tết Cả, vì trong năm còn có nhiều cái Tết khác như Tết Thanh Minh vào tháng 3, Tết Rằm vào tháng 7. Và để đón năm mới, ngay từ chiều 30 Tết, theo thường lệ, người chủ gia đình người Sán Diều mang những tờ giấy đỏ rồi đem dán lên các gốc cây ở những nơi như cổng, cửa, bàn thờ tổ tiên, cột cái trong nhà, với niềm tin rằng màu đỏ thể hiện sự may mắn tốt đẹp và xua đuổi tà ma. Cỗ cúng gia tiên với những sản vật do chính gia đình tự nuôi trồng sẽ được dâng lên tổ tiên, cầu mong một năm bình an, hạnh phúc, hanh thông, sức khỏe và tiền tài cho mọi thành viên trong dòng tộc. Chào cháu. Vâng, năm mới mời cháu đến ăn cơm với gia đình. Vâng ạ, cảm ơn anh. Vâng.
Cố ngồi đi. Dạ vâng. Ôi, hôm nay cố thì mình ngon quá, đầy đặn nữa. Vâng, xin chúc mừng năm mới ông bà cũng như là cô bác cả nhà. Chúc mọi người một năm mới thật là bình an hạnh phúc. Cùng nhau mạnh khỏe. Dạ vâng, quan trọng nhất là mạnh khỏe không nhỉ? Vâng. Vâng ạ. Con người có sức khỏe là có tất cả. Cố thì mình ăn nhiều món ngon quá. Con nhìn ở đây có bánh trưng này, có vẻ khác cái bánh trưng ở người Kinh bọn con này. Vâng. Là bánh trưng này là làm bằng lá cầm lông từ gọi. Hầu như tất cả các món ở trên mâm của nhà mình đều là những cái sản vật mà nhà mình là tự trồng, tự nuôi trồng, tự gói phải không ạ? Vâng, vâng, vâng. Rau là rau sạch, rau tự trồng hết. Giò nó có phải mình tự gói không? Cháu ăn. Rất là ngon đấy ạ. Ông ơi, thế thì con hỏi một tí vậy là hiện nay thì so với nhiều những cái dân tộc và người Sán Diều khác ở của cộng đồng của mình này này, thì gia đình mình có những cái nét gọi là đặc biệt hay có nét gì khác trong ngày Tết không ạ? Dân dân tộc Sán Diều ấy 30 Tết thì là mới là làm Tết tất niên mùng một Tết âm lịch ấy, chỉ có đi chúc Tết trong gia đình nội. Đấy, mùng 2 thì chúng tôi mới đi ngoại, đi chúc Tết ngoại. Thì còn đi giao lưu ngày xuân thì cứ đi chúc tụ nhau. Đấy, đến nhà những người cao tuổi thì họ hàng thì chúc Tết với nhau. Cái dân tộc Kinh ở đây ấy, thì thường thường là cái vẫn đi xem tuổi để lấy cái ngày giờ để xông nhà, nhưng mà dân tộc Sán Diều của chúng tôi ấy thì cứ ai đến cũng được, không kiêng kỵ gì cả. Chúc tất cả cùng nhau mạnh khỏe nhá. Vâng. Dạ vâng, không chỉ có những phong tục tập quán độc đáo của ngày Tết đến xuân về, mỗi dịp đầu xuân người Sán Diều vẫn duy trì một nét văn hóa đẹp khác, đó là hát giao duyên hay còn gọi là hát giọng cô. Và đây dường như đã trở thành một món tinh thần đã được họ gìn giữ và bảo tồn qua nhiều thế hệ. Đồi cao chưa có trẻ xanh, ruộng thấp bông lúa vẫn còn trắng tinh. Hôm nay nàng tới xứ Anh, không chê uống nước trẻ xanh xứ Tràng. Dường như mỗi câu hát của người Sán Diều khi cất lên đều gửi gắm tâm sự, đó là hy vọng về một sự khởi đầu mới, tình yêu thương con người tha thiết, phảng phất hơi thở núi rừng lẫn trong màu sắc xanh biếc của những ngày xuân tươi thắm. Chúc Tết ông bà cha mẹ trong ngày tân niên đầu tiên chính là trở về với cảm giác đoàn viên. Chào ông bà, chúc ông bà sức khỏe nhá. Chúc vợ chồng mẹ cháu mạnh khỏe, học giỏi nhá. Con chúc ông mạnh khỏe. Bà. Năm qua có lắm gian nan. Hôm nay là mùng 1 Tết, vợ chồng con đến chúc Tết ông bà sức khỏe, sang năm tươi tắn hơn nữa, trẻ khỏe nữa để con cháu vui vầy. Cháu chúc ông bà năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, sống với con cháu. Năm mới chúc con cháu sang năm học giỏi, hát hay nhé. Chúc hai vợ chồng luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt hơn mọi năm. Không khí ngày mùng 1 Tết trong mỗi gia đình ở vùng biên cao cũng đều tương đồng, ở sắc xuân đào mai tươi thắm, ở tiếng cười nói và những lời chúc đầu năm. Năm mới chúc sức khỏe, bạn sự như ý nha, năm nhiều tin vui. Nhân dịp năm mới, Diệp hát tặng cho ông bà và bố mẹ một bài hát. Nhân dịp năm mới, cháu muốn tặng cho ông bà, bố mẹ một bài hát
giao điệu mùa xuân. Tình mai thấy thắm đón xuân về đây, lộc xuân cho ta những tiếng hát của trẻ thơ trong một mùa xuân mới mang bao ước mơ và khát vọng. Bởi trẻ em chính là mùa xuân của quê hương, của đất nước, của mỗi gia đình. Xuân sắp về, dừng dào tiếng nói trẻ thơ mọi nơi, cùng nhau hát yêu thương và nhịp câu ca trẻ ngâm trong tim chúng ta, và may mắn sẽ luôn bên ta. Đào mai khoe sắc muôn ngàn hoa đua nở, muôn ngàn chim cất tiếng hót tràn ngập ánh sáng. Phút giao mùa hòa chung bao con tim, tay cầm tay hân hoan chào xuân sắp về. Mùa xuân đang đến mang tình yêu khắp chốn, mang mọi điều may mắn đến chúc Tết yên vui. Cùng mùa xuân hoa ca khắp trời, cùng nhau đón chúa xuân đang về. Chị cũng được nhậu nhờ. Ăn mới này và lì xì cho cháu. Hay ăn sống lớn này, cháu học giỏi này, cháu học hay này. Năm mới là con chúc mạnh mạnh khỏe. Con chúc bố sức khỏe nhá. Lì xì cho bố mẹ. Chúc một năm mới chọn nhá. Mai cả gia đình vui. Như vậy là những cái phong tục, nét văn hóa vào ngày đầu năm mới, vào ngày mùng 1 Tết có rất là nhiều những cái điểm chung. Tuy nhiên thì tùy theo những đặc trưng văn hóa dân tộc này, rồi là thói quen của từng gia đình thì cũng có những cái cách vận dụng và thể hiện khác nhau, đúng không ạ chú? Tự chung lại thì hai nội dung mà chúng ta thường thấy trong ngày mùng 1 Tết là đi lễ chùa và chúc Tết người thân trong gia đình. Thì cũng tùy mỗi địa phương, chủ yếu là tùy gia đình. Bây giờ này là ứng xử của gia đình rồi, thì có thể là đi chùa buổi sớm rồi sau đó mới chúc Tết gia đình, hoặc thông thường người ta chúc Tết bố mẹ, anh em hay ông bà trong một gia đình đã, trong cái ngôi nhà của mình đã, sau đó đi chùa rồi trở về mới chúc Tết bà con hàng xóm hay là cô bác. Và thậm chí con người còn cẩn thận tính cả cái giờ xuất hành như thế nào cho nó tiện, và từ tâm lý nó thành thói quen, và từ tâm lý thói quen nó tạo thành một giá trị văn hóa. Vâng, thưa chú Minh, một trong những cái nét tập tục văn hóa vào ngày đầu năm mới và cũng như là trong suốt những cái kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đó là chúng ta sẽ lì xì rồi mừng tuổi cho mọi người, cho người già, cho trẻ nhỏ, và mừng tuổi cho nhau để chúc cho nhau một năm mới thật là nhiều điều tốt đẹp. Thế thì chú có thể nói rõ hơn về cái phong tục lì xì đầu năm này được không ạ? Nội dung trong ngày Tết rất quan trọng là chúc mừng. Bởi vì nói đến ngày Tết tức là chúc mừng năm mới, và chúc mừng năm mới tức là chúc mừng từng người, ông bà, bố mẹ, người thân, rồi sau đó là thầy giáo, rồi hàng xóm. Và trong cái tục lệ chúc mừng ấy thì cái mà ta gọi là cái phong bao chúc mừng là rất quan trọng. Theo cái tục lệ từ xưa đấy thì là người ta kể rằng là đầu tiên là các trẻ con, tương lai của năm mới là trước hết là thuộc về các cháu, thuộc về tất cả mọi người, nhưng trước hết là về các cháu. Thì ngày xưa cho rằng là các trẻ con, các cháu trẻ con ấy là thường hay bị ma quỷ nó quấy nhiễu vào cái ngày đầu năm. Những cái vị mà nữ thần ấy đã từng góp phần cùng với mẹ sáng tạo ra các cháu ấy thì luôn luôn lo lắng cái việc này, cho nên là biến mình thành một cái đồng tiền nằm bên cạnh các cháu. Và cứ mỗi khi cần thiết thì nó lại chiếu lên một cái màu đỏ để tạo ra một cái hành lang để bảo vệ các cháu ấy. Cái màu đỏ ấy biến thành một cái bao. Tiền dành cho cái chúc mừng ấy thường là ít, và là tiền lẻ thì tiền lẻ nó mới phát triển được, và ít nó cũng phát triển được. Đấy, vì đề cao cái giá trị vượt qua cái đồng tiền ấy và đến với cái niềm vui chung của ngày Tết. Như vậy là cái tục gọi là mừng tuổi
đầu năm mới nó cũng có ý nghĩa đầu tiên như vậy đúng không ạ? Nhân dịp đầu năm mới được gặp chú Minh ở đây sau ngày mùng 1 Tết và được nghe chú chia sẻ rất là nhiều về những cái phong tục và nét văn hóa vào ngày đầu năm thì cháu cũng xin được chúc chú là sẽ mạnh khỏe và có thêm nhiều những cái sáng tạo trong văn học nghệ thuật nữa để chúng ta sẽ cùng lan tỏa nét đẹp của văn hóa dân tộc, văn hóa của quê hương. Và xin được gửi chú một phong bao lì xì đầu năm, chúc mừng chú trong năm mới này. Chúc chú thật là mạnh khỏe, là nhiều sức khỏe và bình an hạnh phúc cùng với người thân của mình ạ. Chú rất cảm ơn cháu và cũng nhân dịp này chú chúc cháu gia đình trước hết là sức khỏe thật tốt, rồi thì gia đình hòa thuận, trên dưới là vui vẻ sum vầy. Và phần chú thì cũng xin có lì xì để tặng cháu. Cảm ơn chú ạ. Vâng, những phong bao lì xì đỏ mang rất là nhiều ý nghĩa may mắn và mạnh khỏe. Hơn trong dịp đầu năm thì chắc là những người làm thơ thì sẽ có những cái nét bút khai bút đầu tiên vào cái ngày đầu năm đúng không ạ, nhà thơ Trần Nhật Minh? Dạ, chú cũng có một bài thơ như thế và hôm nay chú muốn tặng cháu như là một cái kỷ niệm, như một lời chúc mừng. Bài thơ ngắn chỉ có 4 câu thôi và như thế thì cháu tiếp thu nó cũng dễ. Bài thơ có tên là Tặng cháu nhân ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn. Cháu hãy về thăm ông bà nội ngoại, nén hương thơm thắp ở bàn thờ. Cháu sẽ hiểu vì sao lá vàng rơi xuống gốc và hai tiếng quê hương nối liền mọi bến bờ. Rồi, cảm ơn. Vâng, đầu năm mới được chú tặng thơ như thế này thật sự là một cái hoạt động văn hóa rất là ý nghĩa. Và bài thơ 4 câu của chú thì cũng là một cái lời nhắn nhủ đúng không ạ? Là chúng ta luôn luôn phải hướng về ông bà tổ tiên, về gia đình của mình. Và đặc biệt là những ngày Tết thì chúng ta luôn luôn hướng về cội nguồn, đó là điều rất là quan trọng. Và đấy cũng chính là ý nghĩa của ngày Tết nguyên đán là Tết đoàn viên. Vâng, đúng thế. Những câu thơ chúc Tết của nhà thơ Trần Minh dành cho Minh Thương cũng là dành cho tất cả những người trẻ của chúng ta. Chúng ta sẽ nhớ về văn hóa cổ truyền của dân tộc, nhớ về ông bà tổ tiên, đặc biệt là trong những ngày Tết nguyên đán của quê hương đất nước của chúng ta. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được tạm dừng. Xin chúc tất cả quý vị một năm mới bình an hạnh phúc và sẽ có một cái Tết đoàn viên bên cạnh gia đình người thân của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn nhà ăn Tết gạt hết đi âu lo, những khó khăn đắn đo thôi ta nghỉ ngơi không nghĩ tới. Một năm vừa qua nhiều điều chưa không như ý, cũng chẳng sao ta không nản chi, chỉ cần về nhà là mọi thứ biến tan đi. Về nhà ăn